Thánh Gioan Eder, linh mục, sinh năm 1601, mất năm 1680. Thánh Gioan Eder là một trong số những người chấn hưng tôn giáo tại Pháp thời vua Louis XIV. Isaac Eder, cha ngài là nhà nông kiêm nghề giải phẫu tại thành Rheinanstetten, đã có ý định trở thành linh mục, nhưng rồi lại bỏ ý định để lập gia đình. Mẹ ngài là bà Martha Corben, tưởng sẽ phải son sẻ, nhưng rồi sau nhờ cầu nguyện, họ sinh được Gioan với bốn em gái và hai em trai nữa. Gioan có tính nóng nảy, nhưng hiến mình cho đức trinh nữ Maria. Ngài quyết sửa mình bằng cách hằng ngày càng mến mẹ hơn. Hồi 9 tuổi, có lần ngài bị một thằng bạn vả mặt. Nhớ lời Chúa, ngài đưa má kia ra: "Còn má này nữa, nếu muốn anh cứ vả tiếp đi." Thằng bạn ngượng ngùng và sau này đã kể lại sự kiện đó với niềm thán phục sâu xa. 15 tuổi, Gioan theo học các cha dòng tên tại Caen. Từ trong huyết quản, Gioan đoan hứa dâng mình cho mẹ Thiên Chúa. Nhưng khi trở về nhà, cha mẹ nói với ngài về việc hôn nhân. Ngài bày tỏ ước vọng với cha mẹ và phải khó khăn lắm mới được cha mẹ ưng thuận. Ngài nhập dòng giảng thuyết và năm 1625 thụ phong linh mục. Sau ngày thụ phong, Gioan phục vụ giáo xứ ở Oberwindlier. Hai năm sau, một cơn dịch xảy ra tới tàn phá giáo phận Cie. Các bệnh nhân bị những người khác bỏ mặc và trốn chạy. Gioan chỉ muốn bay tới để giúp đỡ họ. Trong suốt hai tháng trời, ngài hết mình phục vụ. Khi cơn dịch hạ giảm, ngài thực hiện sứ vụ tại Caen. Nhưng cơn dịch chưa dứt mà chỉ dời chỗ. Lần này cơn dịch tràn tới Caen, Gioan lại tận tâm quên mình phục vụ. Không có gì làm cho ngài sợ hãi cả, nhưng dân chúng lại sợ ngài truyền bệnh. Bởi đó ngài bị giam mình trong một cái thùng để ở ngoài đồng ruộng, khiến lúc đó cánh đồng được gọi là cánh đồng của thánh nhân. Các nữ tu thương hại ngài, ngày ngày mang của ăn đến cho ngài. Ngài trở về dòng hiến mình phục vụ hai tu sĩ và bề trên sắp chết vì bệnh dịch. Cuối cùng cơn dịch tan biến, nhưng Gioan lên cơn sốt. Dân chúng khẩn cầu tha thiết cho ngài được chữa lành, và niềm vui thật lớn lao khi người Samaritano nhân hậu tái xuất hiện. Bây giờ bắt đầu công trình rao giảng và truyền giáo của ngài. Ngài chống lại lạc thuyết Calvino, những kinh hoàng của cuộc nội chiến, sự dốt nát của hàng giáo sĩ, những tật xấu của các tín hữu. Chúng ta có thể đo lường hoạt động của một vị thánh như thế nào. 15.000 người chen lấn nghe thánh nhân giảng. Các tội nhân sám hối và để được xưng tội. Họ phải chờ 4 hay 5 ngày mới đến lượt. Trong khi để tiết kiệm thì giờ của họ, ngài chỉ dùng vài miếng bánh để dưỡng sức. Các thối tục ngoại giáo biến dạng. Ở Auten, cuộc rước trinh nữ thay thế cho những gương mù ngày Mikame, thứ năm tuần 3 mùa chay. Ở Meer, dân chúng mang cá sách đòi trị đến công trường để đốt bỏ. Cha Gioan Eder đã giảng thuyết khắp vùng Normandy, Bretagne, tới tận Saint-Étienne. Tại Paris, cha sở thánh thiện của Saint-Sapir, Olier, đã tổ chức cho ngài 5 kỳ giảng thuyết. Ngài danh tiếng đến nỗi có 10 giám mục hiện diện ở Saint-Rémy. Vua và hoàng hậu đến ngồi vào ghế thính giả. Cha Gioan Eder thuyết giảng lần cuối cùng tại Saint-Lô. Suốt 40 năm, cha Gioan đi rao giảng đó đây. Nhưng việc rao giảng chỉ là một phần hoạt động của ngài. Nhận thấy hàng giáo sĩ không được đào tạo đầy đủ, ngài từ giả dòng giảng thuyết năm 1643.
để lập hội dòng Chúa Giêsu và Đức Maria lo việc tổ chức các chủng nguyện. Theo lời đề nghị của Đức Hồng Y Richard, Ngài lập đại chủng nguyện ở Caen, rồi sau này ở Lisbon, Rouen, Elia và Rainer. Đàn khác, Ngài rất thương cảm mến các thiếu nữ bất hạnh hoàng lương. Năm 641, Ngài đã lập dòng Chúa Chiên Lành để săn sóc họ. Giữa bao nhiêu công chuyện, ước mơ lớn nhất của Thánh Gioan Eder là phổ biến lòng tôn sùng thánh tâm. Ngài là người khởi xướng, viết sách và các thánh thi ca tụng thánh tâm. Đây là nỗ lực chống lại chủ trương sai lầm của Thiết Jansenio. Ngày 19 tháng 5 năm 1680, Thánh Gioan Eder từ trần. Ngài được phong chân phước năm 1909 và năm 1925 được tôn phong hiển thánh. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.